Em muốn gửi miếng này cho em học tiến sĩ luật. Anh nhắm miếng này giá trị bao nhiêu để em thuê thằng viết luận án giùm, chứ em học như bờ chấm chấm chấm. Mê gái là chính, thích chân giữa. Quen quen ta. Ủa cái này tao gặp ở đâu rồi nè? Tờ 48, thửa số 1, diện tích 371m2, ODT, ghê hả? Full thổ cư luôn hả? Trời ơi, miếng đất. Ủa sao miếng đất nằm ở ngoài đường ta? Ghép lên quy hoạch 2030 của Vạn Ninh thì miếng đất của em nó nằm trong hành lang cầu rồi ông nội ơi. Đất này nó về đất mặt nước luôn. Ghép lên quy hoạch 2040 của Bắc Vân Phong. Đúng luôn, miếng đất nằm ngoài cầu rồi mà. Không làm ăn được gì cả, vậy mà mày lên được thổ cư luôn, hay thiệt chứ. Và đây là hiện trạng. Hiện trạng của khu đất này mặc dù đã dính quy hoạch cầu và hành lang cầu, thế nhưng em đã có thổ cư, em vẫn có thể xây các nhà, xây giấy phép xây dựng tạm tại nơi này. Cho nên anh đánh giá miếng đất này vẫn có giá trị và view đẹp. Em có thể thuê một cái thằng viết luận án tiến sĩ cho em. Chúc em bị điều tra ngon miệng, thân ái.